Rồi em xin chào kênh Bonsai Thơ và em xin chào các chú anh chị. Nay em lên clip dạo dinh dạo hột để giao lưu tới cô chú anh chị. Chương trình phí ship em làm miễn phí ship toàn quốc luôn, rồi bao ship bao sóng tới cô chú anh chị mình luôn. Mà chương trình phí ship em đặc biệt là ship nguyên chậu tới cô chú anh chị mình luôn. Nó ở gần em ship chậu đá ở xa em chuyển qua chậu mụ ship, mà đặc biệt là em bao sóng tới cô chú anh chị mình luôn. Bởi vì cây mai này là nó mới mua mới thần chậu khoảng có chừng chèm chèm một tháng đó, nhưng mà em ship nguyên chậu là bảo đảm ăn 100% tới cô chú anh chị mình luôn. Rồi bước đầu tiên là cây số 41 đó. Đó, hoành thân là 23, đo thuốc ở trên nha cô chú anh chị, nếu mà em móc chứ là bảo đảm trên liền. Nhưng mà thôi kệ, cho mình đầu năm là mình chơi một chắc ăn 100%. Rồi chiều cao 1m5. Đó, tán ngang 1m4. Đó. À, cây mã số 41 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu, bao sóng bao ship bao toàn quốc luôn. Đó, rồi tới cây mã số 42. Đó. À, cạnh chi thì cô chú mình tự xem hộ dùm, còn bông thì mặt bông thì bán, em bán bông trực tiếp nha cô chú anh chị. Đó, đó thông số luôn. Hoành thân ngay đây là 20, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m4. Đó, cây mã số 42 này em giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu. Đó. À, bao ship bao sóng bao toàn quốc luôn. Nó mặt bông là thực tế rồi cô chú anh chị, mà bông thơm rồi cô chú anh chị nè. Nó em thử thơm, bảo đảm cô chú anh chị mình ra bông cây nào không thơm cho cô chú anh chị mình trả lại luôn. Đó nè, tới cây mã số 43. Đó nè, nó thơm phức luôn. Ở đây có nhiều người làm chứng luôn. Đó là em bán bông thực tế. Nó là cái lô mai dảo này là nó gặt ha, nó tới 99% luôn á cô chú anh chị, là từ hột luôn á chú anh chị, đặc biệt là không có ghép nha cô chú anh chị. Đó, từ hột phát triển mạnh lắm. Rồi hoành 23, chiều cao là 1m7, tán ngang là 1m4. Đó, cây mã số 43 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu 200 ngàn, bao ship bao sóng bao toàn quốc luôn, ship nguyên chậu tới cô chú mình chị luôn. Và chương trình em á là cho cô chú anh chị mình gửi 1-2-3 tháng luôn. Đó, nếu mà mua rồi mà chưa có trồng được á thì cho cô chú anh chị mình gửi lại luôn. Đó, rồi tới cây mã số 44. Đó, bông là trực tiếp nè cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình khỏi nói bông gì hết, bởi vì cái lô này quá chuẩn ben. Đó, hoành thân luôn. Hoành 20, chiều cao 1m7, tán ngang là 1m4. Đó, bông là chuẩn bền luôn á. À, cây mã số 44 này em giao lưu của chú anh chị mình là 1.800.000. Đó, bao toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 45. Đó, cạnh chi của chú mình xem hộ dùm, nó không có chỗ nào trống hết ha. Đó, quá trời luôn. Đó, bông là bán bông trực tiếp luôn, bị hàng vip rồi. Rồi thông số luôn. Đó, em mà bị gì em mới vô không có môi đế. Đó, vậy cô chú mình môi đế ra rồi có thể là nó cây bự hơn vài ba phân nữa. Đó, rồi hoành 23, chiều cao 1m5, tán ngang là 1m5. Đó, cây mã số 45 này em giao lưu cô tới cô chú anh chị mình 2 triệu. Đó, bao sóng bao ship bao toàn quắc luôn, đặc biệt là em ship tới cô chú anh chị mình nguyên cái chậu luôn nha cô chú anh chị. Đó, bởi vì mới vô rễ ăn chứ cứng hung là phải ship nguyên cái chậu. Ở gần ship chậu đá, ở xa em ship chậu bằng mẫu nó, mà đặc biệt là bao sóng của chú anh chị mình. Em bán bông này là trực tiếp của chú anh chị nó, cho của chú anh chị mình coi bông đi. Đó, em đổi thông số đây. Đó, đó, hoành thân ở đây là 23 là cái chân đây nè, nó không ngôi luôn. Đó, chiều cao là 1m4, tán ngang là 1m4. À, cây mã số 46 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.800.000. À, bao sóng bao ship bao toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 47 nó à, giáo viên giáo học từ học lên luôn nha cô chú anh chị. À, giáo Thủ Đức á. À, cô chú anh chị muốn mua nhiều thì tới vườn em ưu đãi giá đặc biệt. Đó, à, muốn bao nhiêu trồng cũng được, cái này là em ương rồi là sống 100% cô chú anh chị. Cái cây nào chết em dạt hết nha cô chú anh chị, bởi vì mà mua mai lá vậy nó hao nhiều lắm cô chú anh chị. Đó, thông số luôn. À, cây nào yêu cầu ra bông là sống 100%. Rồi, hoành thân 21, chiều cao là 1m7, tán ngang 1m4. Đó, 6-7 tính 4 luôn cũng được. Rồi, cây mã số 47 này em giao lưu của chú anh chị là 1.800.000, bao sống bao ship bao toàn quắc luôn. Rồi, tới cây mã số 48. Đó, em này này bán bông trực tiếp nha của chú anh chị. Đó, bông rất là đẹp luôn. Đó,
loại bự có, loại nhỏ có, thấy cưng có. Đó, cây mã số 48. Đó, thông số luôn. Đó, hoành thân 21. Đầu tuốt cho anh không có chú anh chị, chiều cao 1m giữ. Tán ngang là 1m3. Đó, cây mã số 48 này em giao lưu của chú anh chị mình là 1.900.000, miễn có ship toàn quốc nè, cái bông này. À, có một cái loại này là thấy cưng lắm của chú anh chị, mà cũng vẫn là giáo Thủ Đức luôn nghe của chú anh chị. Đó. Rồi tới cây mã số 49. Đó. Đó, em bắt bông trực tiếp của chú anh chị mình luôn. Đó, của chú anh chị mình khỏi lo vụ bông. À, chương trình phí ship em rất là ưu đãi, à, bao ship bao sống bao toàn quốc luôn, mà đặc biệt cái này ship tới cô chú lên chị mình nguyên cái chậu đó, em mới dám ăn bao đó, còn ship không luôn chậu ha, dễ gì em dám bao bao cô chú chị mình giữ chất đó, thông số luôn nè, còn bông hay không cô chú mình chị mình yên tâm, đạt quá đạt luôn là 23, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m3. Cây mã số 49 này em giao lưu của chú anh chị mình là 1.800.000, bao sống bao ship bao toàn trồng kịp, còn cái này là của chú anh chị nào muốn trồng liền thì xách về trồng liền bình thường, bao của chú mình trồng cái cây này mà trồng xuống vài năm người ta lại mua, là của chú anh chị mà người ta hỏi là bông bự không, là của chú anh chị mình yên tâm cái vụ bông. Rồi thông số khỏi cần môi luôn ở trên, ngay đây là 24, khoảng 24 và chiều cao là 1m45, tán ngang là 1m40. Đó, cây mã số 50 này em giao lưu của chú anh chị mình 2.200.000, bao sống bao ship bao toàn quốc luôn. Đó, bông thực tế của chú anh chị đó. Rồi, cây mã số 52 đó. Đây, cây mã số 52 đó. Em có lô mai này quá trời ngặt rồi, bán bông trực tiếp của chú anh chị mình luôn. Mà chiến này em về lô mai là em mua cải thà là hơi nó hơi cứng giá một chút, bán giá hữu nghị cho anh em mình chơi luôn đó, đạt tiêu chuẩn qua nó, ủng hộ em hoài. Nghề nghiệp của em bây giờ em gán làm là chủ yếu là uy tín là hàng đầu. Rồi hoành 21 tuốt ở trên luôn. Rồi chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m4. Đó, cây mã số 52 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.800.000, bao sống bao ship bao toàn quốc luôn, bao của chú anh chị mình gửi 1-2 tháng nhận hàng luôn, rồi ai của chú anh chị mình có trồng liền thì đem về trồng liền. Đó, đặc biệt là bao sống của chú anh chị mình yên tâm vụ đó đó, bởi vì chương trình phí ship em rất là đặc biệt, em ship nguyên chậu tới cô chú anh chị mình luôn. Nó mới 100 trăm. Đó, em mua ha, về ha là mấy trăm cây là chết ha, cỡ 100 cây rồi đó. Rồi yêu cầu nó mọc ra là sống, cái nào mọc ra là sống, cái nào không mọc thì chết. Đó, đã hoàn thân luôn, dâm ương nó đạt nó lên như gì ship tới cô chú anh chị mình là cô chú anh chị mình yên tâm mới dám bao sống. Hoành 24, chiều cao 1m5, băng bông trực tiếp luôn, tán ngang là 1m3. Cây mã số 51 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000, nó bao sống bao ship bao toàn quốc luôn. Nó tới cây mã số 53 đó, cho em chơi bông trực tiếp nha cô chú anh chị. Được đảo lại 52 bình thường có số mà. Rồi thông số luôn. À, hoành thân ngay đây là 21, chiều cao là 1m5, tán ngang 1m4. Cây mã số 53 này em giao lưu của chú anh chị là 1.800.000, nó bao sống bao ship bao toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 54 đó, em chương trình em bán bông trực tiếp của chú anh chị đó. Bông là quá đặc biệt bông luôn. Rồi con số luôn. Hoành 22, cành chi quá trà chuẩn luôn, chiều cao 1m5, tán ngang 1m4. Cây mã số 54 này em giao lưu của chú anh chị mình 2 triệu, nó bao sống bao ship bao toàn quốc luôn, còn bông gì nè cô chú anh chị, nó quá chuẩn bên luôn, mới đứt rễ nó, không đứt rễ nó còn dữ lắm luôn. Rồi tới cây mã số 55 đó,
đó mà đâm mục đâm tược cái gì là bảo đảm 100% sống nha cô chú anh chị. Đó trên nó sẽ bự hơi hơi thôi chứ dưới là còn bự dữ lắm luôn. Chính là hoành thân 22, chiều cao là 1m4, tán ngang 1m3. Nó cây mã số 55 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Đó, bao sống bao ship bao toàn quốc luôn, đặc biệt là chương trình em ưu đãi là ship tới cô chú anh chị mình đó là nguyên chậu luôn ở gần, để gì ship ở xa sang qua chậu mũ rồi cô chú anh chị nó mà bao chương trình đặc biệt em là bao sống tới cô chú anh chị mình luôn. Nếu cô chú anh chị mình mua mà chưa có ở không trồng cho cô chú anh chị mình gửi 1-2-3 tháng luôn đó. Hoành thân không môi luôn, ngay đây là 19, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m4. Đó, cây mã số 56 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Bảo sống bao ship bảo toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 57. Đó. Chương trình em bán bông trực tiếp cho chú anh chị. Ba bông này nở hôm ngày là mấy ngày rồi nha cô chú anh chị, nó dúm lại cho mới nở ra là nó dữ lắm đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, ok. Đó, thùng số luôn. Đó, hoàn thành ngay đây là 21. Chiều cao là 1m8, tán ngang là 1m4. Cây mã số 57 này em giao lưu của chú anh chị là 2 triệu, nó miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 58. Đó. Quá đã luôn, bán hàng bông trực tiếp luôn. Đó. Đó, cái này mồi xuống đây là bự dữ lắm của chú anh chị mình cậy đo ở trên luôn. Bởi vì mới chưa dám moi nhưng mà bán của chú anh chị mình bao sống của chú anh chị mình yên tâm. Ở trên đây là 22, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m3. Đó, cây mã số 58 này em giao lưu của chú anh chị mình là 2 triệu. Đó, bao sống bao ship bao toàn quốc luôn, bao cho cô chú anh chị mình gửi 1-2-3 tháng luôn. Đó, cô chú anh chị mình trồng liền lấy trồng liền, mình đặc biệt là bao sống rồi cô chú anh chị mình yên tâm vụ đó, rồi bông là ok cô chú anh chị. Quên gỡ nè. Chết kìa. Cái này hồi gỡ hồi gỡ sao đi. Rồi, hồi gỡ sao nhớ được rồi. Để nó dính. Rồi, thông số luôn. Tới cây mã số 59. Đó, hoàn thành lo tuốt ở trên cho anh chị là 20 gần 22 tính 21. Đó. Thủ thả ta ăn. Rồi, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m5. Cây mã số 59 này em giao lưu của chú anh chị mình là 2.200.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tới cây mã số 60 nó cũng là cây cuối clip đó. Đó, cạnh chi là của chú anh chị mình yên tâm đi. Quá trời xung xê hết. Nó đóng thân không có chỗ nào mà lỗi hết. Mà đặc biệt là bông bông thì em bán bông thực tế. Đó. Kiếm chỗ đó. Hoành 22, chiều cao là 1m5, tán ngang là 1m4, cây mã số 60 này em giao lưu của chú anh chị mình 2 triệu, đó, à, miễn ship toàn quốc luôn, à, rồi cũng là cây cuối clip, em xin chào của chú anh chị, à, mong hẹn lại gặp lại lần sau.